Anh em sẽ làm clip vào lần đầu bạn Lanchi. Các bạn biết bây giờ clip tôi nhận lương từ YouTube được bao tiền không? Được 50.000. Chúng tôi sẽ thử thách tiêu 50.000 trong vòng 1 tiếng. 50.000 tiêu 1 tiếng, các bạn có tiêu được không? Hứa nha các bạn. 50.000 các bạn làm sao tiêu hết trong vòng 1 tiếng? Tôi sẽ giải cứu những gói mì tôm ở trong Lanchi ra bằng với tờ 50.000 này nhá. Chúng tôi sẽ săn những gói mì tôm sale còn 2.500. 3.000. Được, tôi sẽ không mua đồ quá trên 3.000 nhá. Không, đây là Zik chung Dubai. Tiếp Dubai. Đấy, Zik chung Dubai. Vâng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy từ xa đây là Lan. Ui, đẹp thế. Wow. Đây xây một cung điện. Như thì mẹ mày chuẩn bị tôi điện Lanchi nhá. Đi mua khẩu trang nhá. Đây. Đây các bạn. Đây là loại khẩu trang vô cùng thấm tốt. Chống khói bụi nha các bạn. Ok. Đây. Đây các bạn. Như này. Bị đi bộp. Hết ơi. Đi thử tinh rất là rộng. Nhằm khu mẹ rồi. Trời rất là rộng nha các bạn. Dạ, chúng tôi sẽ dẫn các bạn đi mua xịp nhá. Xịp rẻ. Đây. Chúng tôi đi mua bì tôm. Ba. Mua nó hỏng hỏng. Lắm à. Mua đây này, mày đem mày mua ăn mì này này. Mì này hơi rẻ. Mì khác. Ngay. Mì ăn cho dễ nhuốt này, rẻ. À mì này đắt. Tiêu ăn mì này nhá. Tiêu mì này mới hết được tiền các bạn. Đây. Một gói này. Đây, ăn ba miền đi, mua ba miền đi. Ba miền nha các bạn. Đây mì ba miền này nha các bạn nè. Kim đi. Các bạn ăn omachi. Đây là kim đi. Ăn omachi không các bạn? Omachi đắp vậy này. Đây là những cái thứ mà để dành cho những cái bạn nào mà nhạt. Là đứt cái gì cái. Đây. Vào em. Đây. Đi sang mua bánh. Đồ chơi. Đồ đen. Đây nè, đây ngủ. Đây đi sang giới thiệu tinh dầu ăn, Giới thiệu hãng dầu ăn. Ẩm thực à. Đây là những dành cho những bạn đã thích đồ to nha. Đây hàng khủng nha, hàng khủng này. Đây là những hàng như kiểu của Hiếu này. Đây. Bôi trơn nhá. Đây còn có đây là biển rừng mắm cho các bạn nào, những bạn nào nhạt. Bạn nào nói chuyện nhạt nhất thì đây là hàng mới về. Hàng mới về chứ thôi. Bảo vệ chỉ có 35k hay trước. Rất rẻ. 35k là 35k hay trước. Nhét những mẹ hạt bi vào làm tê liệt. Đây là Minh Hiếu đội đầu. Hai kia sao làm gì à? Tôi đi mua sữa chua anh em nhá. Đấy anh em nhá. Đây, tôi ở cả nhà đá đây anh em. Rất là lạnh nha. Ở đây có thể âm đến tới 30 độ C. Ngang bắc cực nha anh em. Đây là những loại sữa chua thơm mát, các bạn thích ăn loại gì? Lưu đỏ hay là Nha Nam nhá. À tôi nói trước ở đây là mua sữa chua bạn tận rổ về để luộc để rửa rau này. Các bạn hiểu không? Đây hay là nếp cẩm nha các bạn. Chim giả. Chim giả. Đây là phô mai có mặt cười nha các bạn. Phô mai có mặt cười. Em xịt chứ. Phô mai ăn được cái đồ ngồi. Chỉ là cho mình chứ. Phô mai ăn được cái đồ. Đây là những loại quả thơm ngon. Quả bu đỏ ăn bắt thảo à? Ủa đây chắc thịt mè ngồi 5.000 lượt. Chúng tôi đi dán hoa quả. Ui, có 5.800 đồng anh. Dưa hấu 5.000 là dưa hấu Trung Quốc hay là dưa hấu của China? Ui, cái này rẻ đây. Ui anh ơi. Có 258.000. Cho bạn, đây là dưa hấu Âu nhá. Mệnh giá là 6.750 đồng. Đâu? Đây là nào? Đây là những loại xúc xích mà hàng chuẩn này. To vừa chuẩn nha anh em. Tắt đây là 10 giả. Hỏi chấm. Miếng ức gà có 9.000 các bạn. Lồn mẹ. Đây là gà Trung Quốc hay gà China đây các bạn này. Các bạn nhìn nhá, có thể nhìn này. Giòi này. Gà rất nhiều giòi. Lòng lợn nhá. Thôi ra đây. Uầy. 10 giả loại mới các bạn ơi. 10 giả loại mới. 10 giả loại mới.
bao tiền kè có giá không? Kè tôi khui giá các bạn nào. Đây là chả cá Trung Quốc này. Trung Quốc. Đây là cái này gọi là tỏi. 77.000. 77.000. Đây khui giá. Đây là giá là 77.000 này các bạn nhá. 73.000. Bịp nhá. Bịp này các bạn. 37.000 đây. Các bạn đừng để bị bịp, đừng để bị cái to này nó che đi bịp nhá. Nào, đây là anh em tôi đi lấy giỏ để đi mua xịp về để đội đầu nha. Dạ, anh em không có tiền mua mũ nên phải mua xịp về đội đầu. Đó, ăn nên mình sẽ dẫn các bạn đi mua. Đây xịp. Đây là tôi nói thật, đây là cái mũ bảo hiểm thì tạm đi. Không bao ai có luôn, được không? Đội mũ này mà không bao giờ sợ gã luôn. Mũ này dành cho Minh Hiếu. Đây là vòi. Đây là vòi này. Cái này dành cho các bạn gái này. Vừa mềm rồi. Cô bé lốc lần đầu tiên vào Lan Chi. Ai đi gần đây sang Serum. Sang cái Serum mới. Serum mua xịp. Nào, quay qua đây. Xin lỗi các bạn nha. Đây bé ơi, không phải friend đâu. Đây. Đây là những cái mẫu bảo hiểm mới nhất của hiện nay chúng tôi đang có. Qua đây. Đây là đây. Chào bạn nhá. Tôi là nhân viên tư vấn sản phẩm em mấy thằng điên chùa cũng anh em. Cái rất nóng các bạn nhá. Không có lỗ thằng khí. Xin chào bạn nhá. Cái này là free size nhá. Cười nói đây là size S. Thôi. Đâu ấy đi nào. Đây là còn đây là loại tam giác mới về của chúng tôi. Mới update. Đây là hàng co giãn, cái nếu bị ai các bạn bị giật xịp lắm mà bị giật lỗ nhị không? Ok đấy. Bảo vệ cà cực tốt. Chào tất cả các bạn nè, mình đã đi Lan Chi sắm đồ về nha. Hôm nay mình cầm 50.000 đi, mình mua hết 47.000. Mà nó giả thừa cho mình 2.000. Tôi không hiểu cái Lan Chi là làm ăn kiểu gì các bạn ạ. Đi mẹ nó thiếu của tôi tận. Nó thiếu của tôi tận 300 đồng, các bạn hiểu không? 300 đồng. Đây. Vậy các bạn, đây là mình làm series 50.000 mua cả thế giới nhá. Và hôm nay mình mua được 3 gói mì này. Với cả ít kẹo.